vào lúc 23 giờ 45 phút tối ngày mai, cũng như là vào lúc 02 giờ rạng sáng ngày 5 tháng 10, thì người hâm mộ chúng ta sẽ được chứng kiến những cái lượt trận còn lại của cái vòng loại cúp C1 châu Âu. Ở tổng cộng thì sẽ có 8 cặp đấu sẽ được diễn ra. Hai cặp đấu sẽ được diễn ra vào khung 23 giờ 45 phút và 6 cặp đấu sẽ được diễn ra vào khung là 02 giờ ngày 5 tháng 10. Với 8 cái cặp đấu như thế này thì kèo bóng tôn tử cũng không thể nào mà lên hết tất cả những cái video nhận định và tham vấn kèo chơi cho anh em được. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ chắt lọc ra một số những cái trận cầu tâm điểm mà chúng tôi tâm huyết nhất để dành tặng cho anh em những cái mã kèo chơi chất lượng để anh em chúng ta đầu tư mang về cái thành quả lớn nhất cho mình. Tại cái video này thì kèo bóng tôn tử sẽ đồng hành cùng với toàn thể anh em trong cái trận cầu giữa Atletico Madrid với cả Feyenoord. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng thứ 2 của bảng E Cúp C1 châu Âu. Và đại diện của Tây Ban Nha là Atletico Madrid có đánh bại được đại diện của Hà Lan là Feyenoord hay không? Thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng với kèo bóng tôn tử chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sơ lược về cái công tác chuẩn bị của hai đội bóng cũng như là cái chiến thuật ra sân mà hai vị huấn luyện viên họ sẽ đưa ra trong trận đấu này, để anh em chúng ta cùng hướng đến những cái mã kèo chơi chất lượng nhất anh em nhé. Như anh em cũng đã thấy, ở thời điểm hiện tại thì giới chuyên môn họ đang đánh giá rất cao cho một chiến thắng dành cho đội chủ nhà Atletico Madrid, khi mà cái tỷ lệ phần trăm giành chiến thắng của Atletico Madrid lên đến 57%. Còn cái tỷ lệ có được điểm số dành cho đại diện đến từ Hà Lan là Feyenoord cũng chỉ có 19% mà thôi. Tỷ lệ hòa của hai đội bóng này thì giới chuyên môn họ đang đánh giá là 24%. Hai đội bóng sẽ hòa nhau trong vòng 90 phút thi đấu chính thức. Với cái phân tích của những chuyên gia hàng đầu châu Âu họ đang đưa ra ở thời điểm hiện tại thì cũng hoàn toàn là hợp lý, khi mà Atletico Madrid đang là một cái ông lớn tại đấu trường lớn là La Liga. Còn Feyenoord cũng chỉ là một cái đội bóng mạnh tại giải quốc nội là giải vô địch Hà Lan mà thôi. Ở thời điểm hiện tại thì Atletico Madrid họ đang sở hữu một cái đội hình tương đối là đồng đều, với một cái hàng công khá là mạnh và hàng thủ cũng vô cùng là chắc chắn. Còn Feyenoord thì họ cũng đang có một cái phong độ vô cùng là tốt, khi trong 7 cái trận đấu gần nhất tại mọi đấu trường thì Feyenoord cũng đã hoàn toàn bất bại. Họ đã có được cho mình một cái mạch lên đến 6 chiến thắng liên tiếp và cũng chỉ để hòa có một trận mà thôi. Với cái thành tích như thế này thì phong độ ở thời điểm hiện tại của Feyenoord đang chiếm đến 93% anh em nhé. Còn đội chủ nhà Atletico Madrid thì họ cũng đang có 71% phong độ ở thời điểm hiện tại. Trải qua 7 cái trận đấu mới nhất tại cái mùa giải 2023-2024 này thì Atletico Madrid họ cũng đã có cho mình 4 chiến thắng, họ hòa 2 và cũng đã để thua 1. Với một cái thành tích như thế này thì rõ ràng ở cái chuyến tiếp đón đại diện đến từ Hà Lan là Feyenoord thì thầy trò huấn luyện viên Simone hoàn toàn có thể hướng đến một chiến thắng cách biệt dành cho đội bóng của mình, để họ hướng đến một cái mục tiêu là dẫn đầu bảng E. Tại cái bảng E này thì chúng ta có thể thấy được là có sự góp mặt của 4 câu lạc bộ, đó là Feyenoord, Lazio, Atletico Madrid và Celtic. Ở cái thời điểm này thì Feyenoord đang là cái đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng, khi họ đã có được một chiến thắng trước Celtic và họ cũng đã có được 3 điểm cho mình. Với hiệu số bàn thắng bại thì Feyenoord cũng đang dương 2. Tiếp đến là Lazio cùng với Atletico Madrid, thì hai đội này đều có được cho mình 1 điểm trên bảng xếp hạng sau khi mà họ cũng đã hòa nhau ở cái lượt trận đầu tiên của cái bảng đấu này. Có thể thấy rằng ở cái bảng đấu này thì cũng khá chật vật cho những đội bóng lớn như là Feyenoord, Lazio hay là Atletico Madrid, vì ba đội bóng này họ đều có một cái phong độ tương đối là cao. Vì thế ba đội bóng này họ cần phải hướng đến một cái kết quả tốt trước các đối thủ thì mới hy vọng có được cái tấm vé đi tiếp cho mình anh em nhé. Với một cái thành tích khá ấn tượng của hai đội bóng này trong cái khoảng thời gian gần đây thì chúng ta có thể thấy được là Atletico Madrid họ đang có được một cái mạch lên đến 3 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ tại đấu trường chính là La Liga. Họ đã đánh bại Real Madrid với tỷ số 3-1 ngay tại sân nhà của mình. Và tiếp đến là cái chuyến làm khách ở cái lượt trận thứ 6 của cái giải La Liga thì Atletico Madrid họ cũng đã đánh bại Osasuna ngay trên sân khách với tỷ số lên đến là 2-0. Ở cái trận đấu gần đây nhất là cái vòng 7 của La Liga, khi mà Atletico Madrid họ tiếp đón Cadiz ngay trên sân nhà
tưởng chừng là huấn luyện viên Simeone sẽ cùng chia điểm số cùng với đối thủ. Thế nhưng với một cái phong độ tốt cũng như là một cái bản lĩnh cao hơn thì Atletico Madrid họ cũng đã có được một cái cuộc lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng 3-2 ngay tại sân nhà của mình. Rõ ràng với cái thành tích như thế này thì giới đầu tư chúng ta hoàn toàn có thể hướng đến một cái kết quả tốt đẹp dành cho Atletico Madrid khi phải tiếp đón Feyenoord ngay trên sân nhà của mình anh em nhé. Trong khi đó thì đối thủ của họ là Feyenoord. Anh em có thể thấy được trải qua 5 cái trận đấu gần nhất tại mọi mặt trận thì Feyenoord cũng đã có được một cái mạch lên đến 5 chiến thắng. Không những thế, Feyenoord họ cũng đang có một cái hàng công vô cùng là tốt khi đánh bại những đối thủ với những cái tỷ số cách biệt không dưới 2 bàn. Với một cái thành tích ấn tượng như thế này thì rõ ràng Feyenoord cũng đang là một cái kênh uy tín để cho giới đầu tư chúng ta hướng về họ ở những cái trận đấu tới đây. Hai đội bóng này cũng đang là hai đại diện, gọi là hai ông lớn của hai nền bóng đá khác nhau. Và trong quá khứ thì hai đội bóng này cũng chưa có một cái lần chạm trán nào trong cái khuôn khổ là những cái trận đấu lớn. Ngoài cái trận đấu mà họ có cuộc giao hữu với nhau ở năm 2021, khi mà Atletico Madrid phải làm khách trên sân nhà của Feyenoord, thì Atletico Madrid họ cũng đã để thua Feyenoord với tỷ số là 1-2. Tuy nhiên thì trận đấu này cũng chỉ là một cái trận đấu giao hữu mà thôi. Một trận đấu vô thưởng vô phạt, nên cũng không việc gì mà hai đội bóng họ sẽ chơi hết mình. Còn ở cái trận đấu tới đây, khi hai đội bóng chạm trán với nhau trong cái khuôn khổ là cái giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ trên thế giới, thì hai đội bóng này họ sẽ hướng đến những cái kết quả tốt đẹp nhất cho mình. Và rõ ràng trận đấu tới đây là họ sẽ chơi cống hiến và sẽ hứa hẹn mang lại cho người hâm mộ những cái pha đôi công đẹp mắt anh em nhé. Xét về cái tình hình tương quan lực lượng của hai đội bóng này ở cái trận đấu tới đây thì chúng ta có thể thấy được là cả hai câu lạc bộ họ đều có được một cái đội hình mạnh nhất. Bên phía Atletico Madrid thì Morata và Griezmann sẽ hứa hẹn mang đến một cái trận đấu cống hiến cho người hâm mộ khi mà một trong hai cầu thủ này họ sẽ ghi tên trên danh sách điện tử. Với sơ đồ chủ động phòng ngự và phản công nhanh mà huấn luyện viên Simeone đang vận dụng thuần thục cho các học trò của mình, thì chúng tôi cũng đang hướng đến một kết quả tốt đẹp dành cho Atletico Madrid ở cái trận đấu này. Còn bên phía Feyenoord thì đội bóng này đang đưa ra một cái sơ đồ chiến thuật là 4-2-3-1, một sơ đồ chuyển trạng thái nhanh và chơi pressing cao. Tuy nhiên khi phải làm khách trước một đội bóng mạnh như là Atletico Madrid thì ở trận đấu này chúng tôi cũng tin rằng là Feyenoord họ cũng sẽ chủ động chơi chậm lại và chủ động phòng ngự phản công, chứ cũng không dám chơi mạo hiểm khi mà hàng công của Atletico Madrid họ đang chơi cực kỳ cháy. Nếu như anh em nào mà là fan hâm mộ của Atletico Madrid thì chúng ta không nạ gì cái việc mà sân nhà đang là một cái điểm tựa vô cùng là lớn dành cho thầy trò huấn luyện viên Simeone. Khi mà Atletico Madrid được chơi ngay tại sân nhà thì ngay cả Barca hay là Real Madrid cũng không phải là một cái đối thủ đáng ngại dành cho thầy trò huấn luyện viên Simeone. Vì vậy ở cái trận đấu tới đây thì một chiến thắng gần như là cũng đã làm chắc trong tay của thầy trò huấn luyện viên Simeone rồi. Tuy nhiên để có được cái chiến thắng cách biệt bao nhiêu thì chúng ta sẽ cùng phải chờ khi trận đấu kết thúc thì mới biết được 100% kết quả anh em nhé. Rồi, với những cái phân tích vừa rồi mà Kèo Bóng Tôn Tử cũng đã đưa lên để anh em tham khảo, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái mức kèo chính ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng là cái mức kèo chấp lên đến mức là 3/4 cả trận mà thị trường kèo châu Á họ đang đưa ra dành cho đội chủ nhà Atletico Madrid. Thì trận đấu này giới chuyên môn họ cũng đánh giá là Atletico Madrid họ sẽ giành chiến thắng cách biệt ít nhất là 1 bàn. Điều này thì được minh chứng bằng cái mức điểm ăn ở thời điểm hiện tại, khi mà cửa ăn của Atletico Madrid cũng chỉ có 0.88 mà thôi. Họ đang thấp hơn so với cả Feyenoord lên đến là 20 điểm. Còn với cái mức kèo chấp ở hiệp 1 thì thị trường kèo châu Á họ cũng đang để cái mức chấp là 1/4 dành cho Atletico Madrid, với điểm ăn cũng chỉ có là 0.84 mà thôi. Điều này thì cũng minh chứng là giới chuyên môn họ đang đánh giá cao cho một chiến thắng ngay trong hiệp 1 dành cho Atletico Madrid anh em nhé. Còn cái mức kèo tài xỉu ở thời điểm hiện tại thì nhà cái đang để cái mức tài xỉu là 2/1/2 cả trận, với điểm ăn đang là 0.85
và mức kèo tài xỉu hiệp 1 đang là mức 1 hòa với điểm ăn đang là 0.82. Thì có thể thấy rằng là giới chuyên môn, những giới chuyên môn của nhà cái họ cũng đang đánh giá rất cao cho một trận đấu là hai đội bóng sẽ tạo lên một cái kịch bản tưng bừng bàn thắng. Vì cái mức tiền ăn của cửa tài cũng đang khá là thấp so với tiền ăn của cửa xỉu. Trong khi đó thì cái mức kèo góc ở thời điểm hiện tại, anh em có thể thấy được là giới chuyên môn họ cũng đang đánh giá cao cho một thế trận áp đảo dành cho Atletico Madrid, khi mà cái mức kèo chấp góc mà nhà cái đang để là mức chấp 2 hòa dành cho đội chủ nhà Atletico Madrid. Còn cái mức kèo tài xỉu góc ở thời điểm hiện tại thì nhà cái đang để cái mức là 10 hòa. Tuy nhiên thì cái mức điểm ăn của cửa xỉu cũng đang chỉ có 0.79 mà thôi. Ở trận đấu này thì với cái mức kèo tài xỉu góc chúng ta cũng không nên đầu tư anh em nhé. Với những cái thông tin mà chúng tôi có được cùng với những cái phân tích trận đấu cũng như là thế trận cũng như là cái phong độ của hai đội bóng trong khoảng thời gian gần đây, thì cái cặp đấu này chúng tôi đang nghiêng nhiều về một chiến thắng dành cho Atletico Madrid. Ở trận đấu này thì chúng tôi đang nghiêng về một cái kết quả là 2-0 hoặc là 3-1 dành cho Atletico Madrid anh em nhé. Vì vậy với cái mức kèo Harry Cup ở thời điểm hiện tại thì anh em có thể đặt niềm tin vào cửa đội chủ nhà Atletico Madrid chấp 3/4 bóng cả trận. Cùng với đó là anh em cũng có thể đặt niềm tin vào cửa Atletico Madrid chấp 1/4 bóng cho hiệp 1 với điểm ăn đang là 0.84, là hai cái sự lựa chọn tối ưu nhất để anh em chúng ta đầu tư vào cái mã kèo chính trong trận đấu này. Còn với cái mã kèo tài xỉu ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng chưa thể tham vấn cho anh em được. Vì có thể là khi sát giờ bóng lăn, hai đội họ sẽ thay đổi cái chiến thuật đối chơi. Cái chuyến làm khách trên sân nhà của Atletico Madrid này thì rõ ràng là Feyenoord họ cũng không dám chủ động chơi phản công, chắc chắn là họ sẽ chơi phòng ngự nhiều hơn. Vì thế để có được cái mã kèo chơi chất lượng ở cái mã kèo tài xỉu thì anh em nên chờ khi có được đội hình ra sân chính thức, thì lúc đó anh em hãy đầu tư anh em nhé. Còn về cái phần kèo góc ở trận đấu này thì rõ ràng là Atletico Madrid họ sẽ hoàn toàn áp đảo so với Feyenoord rồi. Vì sân nhà của Atletico Madrid không phải là cái nơi mà đội bóng nào cũng có thể tung hoành được. Ở trận đấu tới đây thì Feyenoord chắc chắn là họ sẽ chơi chủ động phòng ngự và phản công mà thôi. Còn Atletico Madrid họ sẽ dồn toàn lực và tấn công để kiếm về 3 điểm trọn vẹn cho mình. Vì thế với cái mã kèo chấp góc ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang hướng đến là một kịch bản Atletico Madrid họ sẽ ép hoàn toàn về góc. Vì vậy với cái mã kèo góc ở thời điểm hiện tại thì anh em có thể cân nhắc cho tôi ở cái mã kèo Atletico Madrid chấp 2 góc cả trận, cũng là cái mã kèo hợp lý để anh em chúng ta đầu tư mang về cái thành quả cho mình. Rồi, như vậy là kèo bóng tôn tử cũng đã thống nhất được cho anh em với 3 cái mã kèo trong trận đấu này. Đó là anh em chọn Atletico Madrid chấp bóng hiệp 1 và chấp bóng cả trận, cùng với đó là mã kèo chấp góc cả trận. Với 3 cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này, những anh em nào mà đã ghé qua kênh, anh em xem cái video nhận định của tôn, nếu như anh em trùng máu và anh em cảm thấy hợp ý thì anh em có thể theo kèo ngay từ lúc này. Còn nếu không thì anh em có thể đi ngược lại cũng không sao cả. Vì ở thời điểm hiện tại thì đây cũng chưa phải là những cái mã kèo mà chúng tôi sẽ chốt cho anh em big bet trong các hội nhóm. Và từ giờ đến khi trận đấu được diễn ra thì vẫn còn hơn một ngày nữa. Vì vậy rất có thể là những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại họ sẽ còn thay đổi. Vì vậy anh em nào mà xác định chơi to chơi lớn thì các bạn hãy chủ động kết nối với tôn qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832406091 hoặc Telegram @kèo bóng tôn tử để anh em sẽ nhận được những cái tham vấn tốt nhất trước khi trận đấu này được diễn ra anh em nhé. Chúng tôi thì vẫn đang liên tục cập nhật những cái thông tin về những cái cặp đấu trong cái khuôn khổ lượt trận thứ hai của cái vòng loại cúp C1 châu Âu này. Vì vậy anh em nào mà muốn quan tâm đến tất cả những cái trận đấu thì anh em có thể kết nối với tôn và chúng tôi sẽ hướng cho anh em đến những cái mã kèo chơi mang về cái lợi nhuận lớn cho mình anh em nhé. Hơn nữa thì ngày hôm nay kèo bóng tôn tử cũng đã ra 2 video và cũng đã tham vấn kèo cho anh em ở cái trận cầu giữa MU với cả Galatasaray, cùng với đó là trận đấu giữa Napoli với Real Madrid. Anh em nào mà chưa có những cái mã kèo chơi ưng ý thì anh em có thể ghé qua kênh chính của mình, anh em link vào video để anh em xem nhận định cũng như là xem những cái mã kèo mà chúng tôi cũng đã tham vấn cho anh em. Còn bây giờ thì tôn cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Và trước khi anh em rời khỏi màn hình thì tôn mong rằng anh em cũng đừng tiếc gì không bớt ra 3 đến 5 giây anh em dành tặng cho kèo bóng tôn tử chúng tôi một like cũng như là một đăng ký kênh
để ủng hộ cho chúng tôi ngày càng phát triển và sẽ ra thêm nhiều cái video chất lượng để tham vấn cho anh em, cũng như là dành tặng cho anh em những cái mã kèo để anh em mang về cái lợi nhuận lớn cho mình anh em nhé. Ở cuối cùng thì Tôn cũng xin gửi lời chúc đến tất cả toàn thể anh em đang xem video này. Chúng ta sẽ có được những cái chiến thắng tưng bừng ở những trận cầu mà anh em sẽ quan tâm trong buổi tối ngày hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.